đây chúng ta có nguyên một đố Dior luôn này. Dior, khóc màu luôn, màu gì cũng có. Các loại nguyên xì. Đây thì là nguyên một lỗ của Oppo này, Balenciaga cũng nguyên lỗ luôn. Đây, iPhone la liệt một hàng, iPhone 11 cả đống luôn. Quá chiếc iPhone 11 luôn. Đường thì rất là tắc, chỗ đỗ xe thì không có, lại còn mưa nữa. Nên là mình không thể nào mà đỗ được bất kỳ một chỗ nào đấy, xong rồi đi bộ ra cái mall được, tại vì rất là mưa. Thì bây giờ đây, các bạn nhìn thấy này, mình đi từ lúc 3:30, đáng nhẽ chỉ mất khoảng 15 phút đến đây thôi, nhưng bây giờ mất khoảng 45 phút rồi mà mình vẫn chưa đến được đến nơi. Và không thể nào tìm được chỗ parking để mà đi vào cái mall. Đường thật sự quá là kinh khủng luôn. Bây giờ thì mình đã vào được trong hầm rồi, tuy nhiên là tất cả các chỗ đỗ xe đều đang kín và mình đi cũng mãi rồi mà không thể tìm được một chỗ đỗ xe, thật sự là không, quá là kinh khủng luôn. Không một chỗ đỗ xe các bạn ạ. Trời còn mưa nữa chứ, thế mới dã man. Ok, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình mới đỗ tìm một chỗ đỗ xe, mình đi quanh quanh đúng một tiếng luôn. Đáng lẽ chỉ mất khoảng độ 15-20 phút thôi, nhưng mà thật sự là mình đi mãi mà vẫn không thể tìm được một chỗ đỗ xe. Thì sau khoảng độ một tiếng đồng hồ thì cuối cùng mình cũng đã tìm được một chỗ đỗ xe. Cái mall thật sự là quá là, cái chỗ đỗ xe các bạn quá là đông á. Finally mình cũng đã vào được trong mall. Thật sự là cứ tưởng là không thể nào đi vào trong mall, tại vì là quá là đông luôn ấy. Thì đây, cuối cùng đã vào được rồi. Trời mưa nhưng mà đi Dior mà trời, chạy ngoài đường mưa, ôi trời ơi, ướt hỏng hết cả đấy rồi. Wow, ở đây chúng ta có mấy con máy quay phim của Red này, tỉnh đồng con á, rất là mắc luôn. Đây là studio á. Thì đây là cái mỏ chúng ta, bên kia chúng ta có đồ trang sức này, rồi là Apple Store với cả Microsoft Store ở dưới kia này. Thì ở đây chúng ta có Gap, Under Armour. Nhưng mà cái mục đích chính của mình khi đi mall này ngày hôm nay sẽ là đi xem đồng hồ. Thì đằng kia mình thấy có Tudor, mấy cả mình muốn đi xem một số đồng hồ của Rolex, mấy cả Omega. Đây là Under Armour, một hãng làm đồ thể thao rất là tốt đấy. Đây là chuyên bán Classics này. Đây, thiên đường của mình đây rồi. Kia mình thấy có Rolex và mình thấy có Tudor. Bây giờ mình đang rất là đam mê đồng hồ á, nên là mình muốn xuống để xem thử. Nhưng mà chắc là họ không cho quay phim nên là mình sẽ không quay đâu. Thì có gì lát rồi gặp lại các bạn, ok. Ok, thì ở đây chúng ta có Prada, Rolex. Thì mình sẽ phải vào đây xem. Mình thật sự rất là thích mấy mẫu Rolex luôn. Nhưng mà hình như Rolex các bạn không thể nào mua được mà phải vào waiting list á. Thì mình không có muốn đợi cho lắm. Rồi ở đây, thương hiệu yêu thích của mình là Audemars Piguet. Mình thật sự rất là thích cái mẫu Audemars Piguet Royal Oak. Cái mẫu bằng stainless steel, bằng kim loại á. Thật sự cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà thật sự những cái đồng hồ ở đây thì rất là đắt. Ít nhất phải khoảng 20.000 đô. Đó, đây là một cái mẫu tương tự nhưng mà dành cho nữ. Quá đẹp luôn. Mình vừa mới từ Rolex đi ra, mà thật sự là họ không có bất kỳ mẫu đồng hồ nào luôn, toàn là đồng hồ nữ, chứ không có mấy cái mẫu kiểu stainless steel nữa, toàn là đồng hồ bình thường không à, hoặc là những bản kim cương thì đa số là người ta không ai mua cả, chứ mấy mẫu kim loại thì không có, rất là buồn. Đây là Audemars Piguet. Đây thì chúng ta có một cái cửa hàng của Tesla. Đây là mẫu Tesla Model 3 giống của anh Benjamin ấy. Đây cũng là cái bản battery normal luôn, cái bản base thì không khỏe xịn nhất của Tesla ấy. Lúc nãy thì mình mới vô Louis Vuitton với cả Cartier thì Louis Vuitton thì cũng không có gì mấy cả. Có một cái áo rất là đẹp giống của sếp Tùng. Còn Cartier có một cái đồng hồ mình xem cũng khá là ưng. Mình đang ngắm cho một chiếc đồng hồ, tuy nhiên mình coi nãy giờ bao nhiêu hãng thì thấy không có cái nào thực sự là ưng ý mà mua được ngay. Cả Rolex rất là đẹp nhưng mà các bạn lại không thể mua Rolex. Rolex là phải vào waiting list ấy. Thì rất là đau đầu. Hiện tại đây mình thấy là có Fendi này, kia là gì kia, Gucci à, và đây là Off-White này, Omiri, Versace, chung là rất là nhiều các hãng ở đây. Đây là một chiếc hoodie của Balenciaga với giá là 1.000 đô. Đây là chiếc màu neon này. Divonchi. Ở đây chúng ta có nguyên một đố Dior luôn này. Dior, khóc màu luôn, màu gì cũng có. Và đây thì là nguyên một đố Gucci luôn. Các loại Gucci. Brighton, rồi là A, rồi là High Top, rồi đủ vật, rồi là Sky này kia. Nhưng mà con cái thấy rất là hay rồi. Nguyên mới Dior. Đây thì là nguyên một lỗ của Oppo này, dép Oppo này. Đây thì là Balenciaga,
cũng nguyên lố luôn. Triple S đây là speed trainer này kia đầy đủ, chả thiếu gì cả. Ở đây chúng ta có một thương hiệu áo khoác rất là nổi tiếng và cực kỳ ấm, đó là Canada Goose. Những cái áo này thì thật sự là rất là mềm và rất là ấm luôn. Mùa đông mà các bạn nào ở vùng lạnh mặc cái này là tuyệt vời luôn. Raffle cái áo Zenoth Fade collab với cả SNS thì cũng khá là tốt, nhưng mà mình đang đợi nó ship về nhà, không biết là ok không. Đây là MCM, đây thì là Palm Angel này. Áo khoác đây cũng là một thương hiệu áo khoác rất nổi tiếng nữa, đó là Moncler, cũng gần giống kiểu Canada Goose đấy. Rất là đẹp. Lúc nãy mình vừa mới thử cái mẫu đồng hồ kia ra thì lúc mà mình tưởng cái mẫu là chỉ dành cho những cái cổ tay bé thôi á, nhưng mà có cái mẫu mà to ấy, mẫu cỡ lót ấy, thì mình đeo và mình thấy khá là đẹp, trông cũng thì cũng ok, nhưng mà giá khá là cao, giá là 6.800 chưa thuế. Đây chúng ta có Sephora, thiên đường các bạn nữ rồi. Còn bên đây thì là Macy, cũng các loại đồ đầy đủ. Đây là quần áo rồi mỹ phẩm, nói chung là Macy thì cái gì cũng có. Macy chính là nơi mà mình đặt những cái hoodie ở trên bên của mình á, họ có những deal rất là tốt luôn. Thì các bạn có thể vào để mà tham khảo, nói chung chỉ khoảng độ 20 mấy đến 40 đô một chiếc hoodie thôi, rất là tốt. Đây chúng ta có Finish Line, đôi giày Converse đi. Nói chung ở đây thì toàn những mẫu bình thường thôi, chứ không có gì hot cả. Những mẫu giày bình dân cơ bản. Đó, những mẫu kiểu general release. Mình thì mình cũng không có mua giày mấy loại này mấy. Bây giờ thật sự bây giờ phải nói là mình không có còn quá là sự là crazy về giày. Mình kiểu ok có thì ok thôi, chứ còn mình không phải kiểu ok có 1.000 đô thì mình sẽ spend hết 1.000 đô vào giày. Mình chỉ cần một số đô thôi, chứ mình không cần quá là nhiều để mà kiểu trưng hay là flex gì cả. Đây là Adidas, đây là mấy mẫu mới của Adidas thì phải. Oh wow, đây chúng ta có một cái cô mannequin sau múi kìa, rất chất. Đây là Lacoste, con cá sấu. Mình buồn các bạn ạ. Mình hôm thứ 6 thì mình nghỉ học để mà mình đi xem một số trường đại học. Và mình nghỉ hôm đấy mình phải làm bù, phải đến thứ hai mình đến mình phải làm bù 2-3 cái test thì đó mình bị lỡ mất. Xong rồi mình có một đống assignment, một đống bài tập về nhà mình phải làm, và nó sắp đến hạn ở thứ 2, thứ 3 thì đó mình phải nộp ngay. Và mình cũng phải hoàn thành rất là nhiều những cái college application. Tại bây giờ mình đang apply cho 3 trường đại học, nhưng mà bây giờ mình đang đi chơi thì, và cái mall này là cách nhà mình 3 tiếng, thì sáng mai mình sẽ phải lái về nhà 3 tiếng, thì nó cũng đến phải đến tầm chiều rồi, thì không hiểu là làm sao để mà làm hết được đúng bài tập. Thì thôi kệ, cứ enjoy cuộc sống, cứ đi chơi chứ đã, xong rồi việc hôm nay để ngày mai lo, nước đến cổ rồi bơi. Trước mặt chúng ta đang ở cửa hàng Apple Store và đang có iPhone 11 mới. Thì thật sự là mình cũng rất là suy nghĩ xem là có nên đổi lên iPhone 11 mới hay không. Tại vì thật sự điện thoại của mình thì nó dùng nó cũng ok, không có gì cả. Thỉnh thoảng nó hơi bị chậm một chút, nhưng mà nói chung là vẫn rất là tốt. Và đổi lên thì nó không có gì khác biệt á, ngoại trừ camera. Nhưng mà thật sự thì camera thì mình không có dùng mấy. Tại vì tại là mình có máy ảnh á, nên là nó khá là vô dụng. Ngoại trừ cái là nó sang hơn thôi, mình cảm thấy nó không có được xứng đáng cho lắm. Nhưng mà mình mà đổi cái điện thoại của mình thì mình chỉ cần cạc thêm khoảng 300-400 đô thì đó là được lên đời mới rồi, thì cũng not bad. Nhưng mà thôi, chắc cái giữ điện thoại này bao giờ mà not bad thì mình làm sao cũng được. Thì cái bang hiện tại mình đang ở là bang Alabama, và cái thành phố mình đang ở thật sự là nó rất là quê á. Nên là mình lên đây mình cảm thấy là như mình đang đi đến. Tại vì thật sự ở đây mọi người shopping nó rất là khác, shopping rất là đông, đường phố rất là đông, tất cả mọi thứ đều rất là khác biệt. Và đặc biệt là mọi người đây, người ta ăn mặc kiểu rất là thời trang, kiểu rất là fashion ấy. Ai trông như kiểu đi từ một cái gọi như nào nhỉ, một cái fashion week đi ra. Còn ở bang của mình thì các bạn sẽ luôn luôn chỉ thấy là người ta mặc vào quần jean của Levi này, một cái áo sơ mi hoặc áo polo, và áo sơ mi sẽ là sơ mi màu đỏ hoặc là kẻ dọc, rồi là đi cowboy boots. Lúc nào trông cũng kiểu rất là kiểu nhà quê, kiểu như vậy. Trông thật sự rất là chán luôn. Và mình lên đây mình cảm giác thật sự quá là khác biệt luôn. Nó đây mới gọi là đúng là kiểu nước Mỹ, còn ở chỗ mình nó kiểu Mỹ fake, không phải Mỹ hẳn. Của mình cũng là Mỹ, nhưng mà Mỹ các bạn sẽ xem ở trong những bộ phim kiểu như nào, đồng quê này nọ, kiểu như vậy. Thì bây giờ mình đang ngồi nghỉ ở ghế, tại vì thật sự là quá là mỏi luôn.
Mình đi từ 5:30 6 giờ sáng ngày hôm nay, và bây giờ đã là 6 rưỡi chiều mà mình vẫn chưa đi ăn hay là gì cả. Mình duy nhất mình chỉ mua đúng một chén nước lọc với mình ăn bịch kẹo mình thôi, nhưng chưa uống cả mà mình vẫn cảm thấy sự không quá là đói. Thì chắc là tí nữa hẹn gặp anh Đinh này, anh Tuấn Anh đi ăn đồ Hàn Quốc hoặc là gì đó. Mà bây giờ ngồi đây nghỉ tí đã mỏi quá rồi. Trước mặt của mình ở đây thì đang là cái chỗ bán đồ camera thứ đó, gimbal này nọ, nhưng mà nói chung là mình cũng không quá lần thứ ương thú với đồ camera bây giờ. Bây giờ ngày xưa mình rất là đam mê camera, bao nhiêu tiền của mình sẽ đổ hết vào máy ảnh này kia, xong mình đổ hết vào giày. Bây giờ thì mình cảm thấy là cả hai cái đấy mình đều có đủ và mình cũng không có quá là crazy nữa. Mình kiểu ok có thì có, không có thì cũng chẳng sao, mình vẫn có thể sống tốt without ấy. Kiểu bây giờ mình quay vlog mình cũng đâu có quá chú trọng là quay bằng máy ảnh quay điện thoại đâu. Mình thấy mình quay điện thoại vẫn khá là ok, lượng view vẫn chất. Rồi giày bây giờ mình còn đi van không à, mà vẫn chả sao cả, mình thấy trông vẫn đẹp, không có vấn đề gì hết đó. Không có cần phải đầu tư quá nhiều tiền cho thứ mà các bạn không thực sự là cần thiết. Nếu mà dư giả thì mua thôi, chứ còn nếu mà kiểu chắt chiu từng đồng một xong rồi nhịn ăn nhịn mặc ra để mà mua thì mình cảm thấy nó cũng không có quá là xứng đáng và không có quá là thiết thực á. Quá trời là mỏi các bạn, đi cả ngoài trời hôm nay còn đứng không được ngồi. Giày của mình đây, trời mưa đi bắn nát bét và nhất là giày này. Đấy, bét dẫn rất thứ, nó bẩn luôn. Rồi đây này, đi một thời gian sau ấy, nó bắt đầu bị kiểu bung keo ra ấy. Xong rồi nước đi vào ấy, nhìn trông rất là khó chịu. Uyên là đây vẫn là giày yêu thích của mình, quá là đẹp luôn. Uyên đi giày để đi á, đi cả ngày rất là đau chân và một cái ghế của nó là vẫn không thể đi đôi ở đi đợt được á. Chung là mỏi quá. Ở đây chúng ta có mấy cái Minecraft gì, máy chơi game ở đây các bạn có thể vào chơi. Hay vào Việt Nam thì thôi, xong mấy ông chạy trông cắm cả ngày luôn. Đây là mấy cái máy của Microsoft. Đây chúng ta có cái máy gần giống kiểu máy MacBook á, để chuyên design rất là chất luôn. Quá là to. Còn này mà edit video thì thôi đấy. Chắc là bây giờ thì mình sẽ vào đây để xem đồng hồ, tại vì mình thấy đây họ có Tudor là một hãng đàn em của Rolex thì dùng rất là nhiều điểm chung với cả Rolex. Đây đặc biệt hơn nữa thì họ có là hãng này đọc nhà Vacheron Constantin. Thì đây là mẫu Overseas, một cái mẫu gần giống cái mẫu Audemars Piguet và mình rất là thích mẫu này luôn. Mình cực kỳ thích mấy mẫu kiểu kim loại này. Và mẫu này đặc biệt hơn, chúng ta có thể thay được thành dây cao su miễn dây da ấy. Trông rất là chất luôn. Đây, đây là cái mẫu mình thích này. Đó, quá đẹp luôn. Đây có hai mẫu rất là mình rất thích của Tudor là mẫu Pegasus màu xanh biển kia. Đây là mẫu làm hoàn toàn bằng titanium. Và mẫu đó là mẫu Tudor Black Bay thì là mẫu màu xanh và màu đỏ kia. Đẹp, nó dùng chung cái kiểu rất là nhiều cái vật liệu của Rolex á. Thì đây là cái mẫu Overseas mà mình thích và đây, đây là cái mặt đai màu đen rất là đẹp luôn. Và khi các bạn mua cái mẫu đồng hồ này thì nó sẽ đi kèm với hai cái dây nữa các bạn có thể thay đổi, đó là mẫu dây cao su và dây da. Thì nó rất là kiểu năng động á, các bạn có thể mặc dây đồ thể thao hay là sang trọng một chút thì có thể đeo dây da, còn muốn bình thường thì lại đeo dây kim loại. Nói chung là một chiếc đồng hồ mà các bạn có thể thành được 3 chiếc thì quá là tuyệt vời đúng không? Thiết kế quá là đẳng cấp, thiết kế rất là kiểu iconic, giống như mẫu Patek Philippe Nautilus với cả Audemars Piguet Royal Oak. Vì đẹp luôn. Thì mình vừa mới vào trong đây đeo thử hai mẫu đồng hồ của họ đó, Tudor Pegasus với cả mẫu này, mẫu Overseas này. Thì mình thích Rolex với cả Audemars Piguet, nhưng mà đấy là hai thương hiệu mà các bạn không thể nào mua ngay được, mà các bạn phải đợi rất là lâu á. Nên là hai cái mẫu đồng hồ mình vừa xem thì nó có thiết kế tương tự. Tudor thì là đàn em của Rolex, còn Audemars Piguet này thì có một thiết kế gần giống với cả con này thì có thiết kế gần giống với cả Audemars Piguet. Nhưng mà cái hay của cái mẫu đồng hồ này là các bạn có thể mua ngay bây giờ được chứ không phải đợi. Còn hai hãng kia thì đợi há mồm. Đấy, thì đây là một mẫu đồng hồ rất là đẹp mà mình cũng đang cực kỳ thích. Tuy nhiên cái giá của nó thì cũng khá là cao, nó tương đương con BMW đó. Nhưng mà thực sự quá đẹp luôn. Ở đây chúng ta có iPhone 11 mới này. Sờ rất là thích, khá là đẹp. Nhưng mà camera nhìn rất kỳ kỳ sao ấy. Nên là thôi, chắc là mình không đổi đâu. Nó chẳng khác gì với cái gadget của mình cả. Bây giờ thì mình sẽ test cái tính năng chụp ảnh mới của iPhone. Đấy là cái tính năng Ultra Wide đấy các bạn nhìn này. Nó rất là rộng luôn đấy. Đây là cái lens thứ 3. Đây là cái lens zoom in. Đấy, rất là rộng luôn.
Đây là mẫu iPhone 11 bình thường. Thì đây là chỉ có mỗi hai camera thôi, và mặt sau là mặt kính. Và mẫu này chúng ta lại có rất là nhiều các phiên bản màu sắc. Đây là iPhone 11 Pro 3 camera. Đây là iPhone 11 Pro Max. Tên của mấy cái máy iPhone được đặt tên khó hiểu quá, không nhớ được hết á. Camera. Ở đây chúng ta có gì rất là nhiều các loại Apple Watch để mà lựa chọn thay dây các thứ. Đây là Apple Watch đời 5 này. Đây chúng ta lại có cái bàn nữa, rất là nhiều các loại Apple Watch này các bạn lựa chọn và nhìn. Đây là phiên bản hơi mệt sao ấy, MS hơi mệt vì đây rất là nhiều Apple Watch luôn. Đây iPhone la liệt một hàng, iPhone 11 cả đống luôn, quá chiếc iPhone 11 luôn, các bạn mua nghịch thoải mái. Trời thì vẫn mưa, vừa tối vừa lạnh, mà ở đây đường thì đông, mà những cái đường cao tốc thì lại không có nhiều đèn đường á, toàn dùng phản quang không à, thì lái xe rất là giờ lại phải lội mưa đi ra cầu thang kia để xuống hầm gửi xe. Đây các bạn nhìn này, giày đi Dior mà chạy mưa thì thôi toang luôn. Thôi để mình quay ô tô nhá, ngập hết cả này các bạn nhìn này, ngập sũng luôn, ăn cứt rồi. Đây các bạn nhìn này, tối rồi, 7:30 tối rồi mà cái bãi đỗ xe vẫn đông nghịt, không thừa một chỗ nào để đỗ xe luôn. Rất là khó để kiếm được một chỗ đỗ xe ở đây. Mình mãi kiếm được một chỗ, đi cả gần tiếng đồng hồ, quá là tệ luôn. Ok thì mình đã quay trở lại xe của mình rồi. Thì may quá là cái bãi đỗ xe này thì nó cũng bé, hơi khó tìm chỗ đỗ xe, nhưng mà để mà tìm được xe của mình thì nó lại không vất vả như ở SneakerCon. Nãy SneakerCon cái chỗ đỗ xe nó lại quá trời đỗ, nên là không biết để xe đâu, chạy tìm mãi mới tìm được xe. Còn đây tìm xe khá đơn giản. Thì bây giờ đã là 7:30 tối rồi, thì thực sự mình rất là đói, tại vì cả ngày hôm nay mình cũng chưa ăn gì cả, uống mỗi cốc Starbucks với cả ăn tí kẹo hay là mấy chai nước lọc, còn đâu chưa ăn gì. Thì bây giờ chắc là mình sẽ phải chạy về khách sạn của mình, xong rồi đợi anh Hưng Đinh và anh Tuấn Anh hẹn gặp nhau rồi là đi ăn này kia. Thì rất là đói, khách sạn mình cách khoảng độ 30 phút, nhưng mà với cả cái traffic ở Atlanta này thì có thể sẽ phải hơn, nên là thôi về khách sạn trước. Khách sạn thì mình nhờ anh Hưng Ninh đâu đặt hộ, tại vì là mình chưa đủ tuổi để mà check in á. Đợt trước mình đi Malaysia mình tự đặt mình, xong rồi ngồi nói chuyện mãi mới được check in, rất là mệt mỏi. Ở Mỹ có thể nó làm nghiêm hơn, thì không được check in thì lại rắc rối, là thôi nhờ anh Hưng Ninh đặt hộ. Tuy nhiên là anh Hưng Ninh thì đang ở downtown Atlanta nên là chưa quay lại kịp, thì chắc mình ngồi đợi khách sạn một lúc rồi anh ấy về thì check in cho mình, xong rồi đi ăn này nọ. Ok thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Các bạn thấy hay thì hãy như thường lệ để cho mình một like và subscribe. Mình hôm nay quay hẳn hai video mà chưa biết là bao giờ mình edit được hết, tại vì thật sự dạ mình rất là bận luôn. Mình đang phải apply cho college, rồi là mấy hôm nọ nghỉ học, bao nhiêu bài tập. Thôi nói chung là nhớ để cho mình một like ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì lại như thường lệ thôi, peace out. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.